Xin chào anh em, xin chào bà con nha. Thì mình chia sẻ tiếp tục là con ruồi đính đen chút xíu. Thì hôm nay mình thu được cái trứng ruồi đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn và bà con cái cách ấp trứng nha. Thì mình nói chung thì mình cũng học hỏi và tìm hiểu một số bạn. Thành ra mình cũng nói chung là biết sao mình làm vậy các bạn. Đó, thành ra hôm nay mình muốn chia sẻ một cái cách để ấp trứng ruồi lính đen đó để nó nở thành ấu trùng đó các bạn. Thì trước hết mình có một cái khay nhựa cũng như anh em đã chia sẻ nè. Cái khay này là cái khay chưa có cái khay không nè các bạn. Thì chiều cao được 1 tấc, bề dài bờ 6 tấc, chiều ngang được 4 tấc là kêu bằng khay 46 đó các bạn. Khay này kêu bằng khay khay bích. Đó, có một số ở vùng miền á kêu bằng cát bích nha các bạn. Thì cái vật liệu, cái nguyên liệu để mình ấp trứng ruồi này á thì trước hết mình sẽ chọn là cái bã đậu hũ nè các bạn. Đó, cái bã đậu hũ thì nó có cái độ ẩm, mà độ ẩm này nó tương đối cũng thấp các bạn. Mình bóp này nó cũng không có ra ra nước nha. Nó chỉ quấn cục lại thôi, nhưng mà nó người ta đã vắt khô các bạn, nó chưa ra nước đó. Rồi kế tiếp á, tôi có một cái lon này là lon cắm cúc nè các bạn. Cắm cúc, các bạn không có cắm cúc thì các bạn dùng cắm gà cũng được ha. Đó, rồi kế tiếp là một cái ca nước ha. Đó, thì trước tiên mình muốn ấp cái trứng ruồi này thì mình sẽ trộn. Ừ, theo tôi trộn cái này vô như anh em đã chia sẻ đó, mình trộn vô các bạn để hình thức mình bổ sung cái chất dinh dưỡng vô thôi. Tại vì trong cái cắm cúc này nó cũng có nhiều chất dinh dưỡng để giúp cái trứng ruồi mình khi nở thành ấu trùng á, nó ăn á thì nó sẽ mau phát triển các bạn. Đó. Rồi mình trộn lên ha, các bạn trộn đều lên. Sau khi các bạn trộn đều lên thì mình sẽ cho nước vô các bạn. Cho nước vô cho nó nhão nhão, cho nó cái độ ẩm tầm cỡ 80-90% ha. Cho nó nhão nhão lại. Mà đừng cho nó ướt quá các bạn, nhão mà cũng không có nhão nhẹt được. Nhão nhẹt thành ra nó cũng rất là hơi khó. Nói chung nhão nhẹt quá thì cái con ấu trùng mình nó vẫn sống được các bạn, chứ không phải là không. Nhưng mà cái môi trường nhão quá thì nó cũng không có đạt gì mấy ha. Đây. Rồi bắt đầu mà kế tiếp mình cho nước vào. Các bạn cứ cho nước vào. Cho nước mình canh sao mà mình trộn lên cho nó vừa tay, nó có độ ẩm cỡ 80-90% là được rồi các bạn. Thì cũng như cái clip trước tôi cũng có chia sẻ đó, khi mà mình nuôi con ruồi đính đen á, sau khi mà mình thấy nó giao hợp á, giao hợp là nó bắt cặp nhau để nó chuẩn bị nó đẻ đó các bạn. Thì sau khi mà nó vô cái khay cây của mình để cái chỗ mà mình để lấy trứng á, nó đẻ vô đó, nó đưa vòi nó đẻ vô đó, thì mình thấy thì các bạn bắt đầu các bạn thấy nó đẻ trứng rồi các bạn thay thác liền nha. Cũng như cái clip trước tôi có chia sẻ đó là mình phải thay thác liền. Nếu mình không thay thác liền thì cái trứng ruồi tầm 1 ngày đến 2 ngày là nó sẽ nở. Nếu các bạn thay thác mà chậm quá thì nó sẽ nở tại đó, nó bò tùm lum ở trong cái chỗ mà mình thu, chỗ mình tạo tạo trứng lấy trứng luôn á các bạn. Đó, mình thu sớm bắt đầu là mình mới đem vô đây nè, mình mới tạo một cái môi trường gì nè các bạn, rồi mình ấp nở đó là mình quản lý cho nó tốt các bạn. Còn nếu mà trong kia thì nó nở thẳng ở trong đó luôn, là các bạn thay thác trứng chậm nha. Đó, thì nói chung là tôi cũng đã gặp cái trường hợp đó rồi các bạn. Nói chung là gặp trường hợp đó là không phải là nó nở ở trong tại cái chỗ mà tôi tạo lấy trứng các bạn. Tôi mới vừa thay thác đêm hôm xong thì sáng tôi bỏ ở sáng buổi sau thì nó tôi thấy nó nở ra liền các bạn. Tôi chưa kịp đem vô đây để tôi ấp nữa là nó đã nở ra rồi đó. Thành ra tôi cũng có chia sẻ một cái clip trước cho các bạn, bạn nào mới làm đó thì mình nên khắc phục một chút là mình thay thác sớm ha, thay thác trứng sớm.
Thì ăn thua cái ấu trùng ruồi của mình nó nhiều hay là ít các bạn? Con ruồi nó đẻ ra nhiều hay ít? Nếu mà các bạn nào thấy nó mình nuôi ít á thì các bạn cứ khai thác sớm. Còn mình mà để mình chần chờ á, mình để cho nó nhiều mình hả khai thác á, thì cái đó là nó sẽ nở các bạn. Tại vì cái số mà trứng nó đã đẻ trước á thì chắc chắn là 1 ngày 2 ngày là nó sẽ nở ra liền. Mình chờ lâu thì cái số trứng đó nó nở ra trước các bạn. Thành ra mình phải khai thác sớm một chút xíu. Đây các bạn, nè, giống như là bây giờ hiện giờ tôi bóp là giống như là nó có hơi danh nước ẩm ẩm rồi đó, vậy là được ha. Đó. Thì mình sẽ trộn đều vô đây. Rồi mình chan đều ra đi các bạn. Rồi, bước kế tiếp thì mình dùng cái miếng giấy cạc tông nè. Miếng cạc tông đó là miếng giấy thùng đó các bạn đó, thì mình lót lên đây để thẳng lên trên bề mặt. Rồi sau khi xong rồi mình chỉ cần lấy cái trứng của mình thu đó, cái trứng tôi thu tôi bỏ vô đây nè các bạn. Hôm qua tôi thu, hồi tối này tôi thu mà tôi để có một đêm, hồi sáng này tôi mới lấy ra đây. Tôi cũng có chia sẻ cho các bạn đó là nó nở quá nở các bạn ơi, nó nở nhưng mà vẫn còn. Đây các bạn, tôi để ở đây nè. Thì đêm hôm tôi thu, tôi tầm cái này chắc cái lượng trứng này chừng một muỗng cà phê dung nha các bạn. Tại vì tôi chưa có cây cân để đo đạc nữa các bạn. Nhưng mà theo anh em chia sẻ tôi có hỏi đó, nếu mà một muỗng cà phê mà nó dung á là tầm cỡ 3 gram hay các bạn. Thì mình nôm na mình nói cái này 3 gram đi. Đó, tương đối là 3 gram ha. Thì tôi áp cái khay này tạm thời 3 gram coi coi nó nở như thế nào nha. Chính thường là nó sẽ quấn cục như vậy nè các bạn. Đó, các bạn chỉ đợi cần đổ trên đây thôi. Đó. Rồi xong. Xong thì các bạn dùng một cái tấm giấy nè, ở đây tôi có chuẩn bị tấm giấy nè. Mình chỉ để lên bề mặt gì úp lại thôi các bạn. Để cho nó bảo quản cho nó tốt thôi. Đó. Rất là đơn giản các bạn. Ấp trứng rất là đơn giản ha. Rồi cái này chỉ cần các bạn lấy cái khay bít kế tiếp đó các bạn đậy lại, đừng có cho ruồi đồ ruồi giấm đồ nó bay vô, nó ký sinh rồi đó nó đẻ tùm lum hết đó, vậy là đậy lại là xong. Thì cái này là nó đang nở đó các bạn, ngày mai là đây tới chiều ngày mai rồi bắt đầu nó nở từ từ là bắt đầu là hết. Tới đó thì sau khi mà con ấu trùng nó nở rồi đó, nó ăn những cái thức ăn mình làm sẵn có đó, tầm cỡ 5 ngày đến 7 ngày thì các bạn sẽ lấy ra ha. Đây các bạn sẽ thay thác ra, là nói chung là nói tiếng thay thác là các mình sẽ sang hộc đó các bạn. Mình lấy nguyên cái khay này nè, mình sang vô cái hộc rộng hơn. Chẳng hạn như tôi chia sẻ cái hộc bề ngang 1 mét, bề dài 4 mét đó, mình đổ vô đó. Bắt đầu mình cho ăn tiếp tục các bạn. Trong đó thì có môi trường nó lớn thì con ấu trùng mình nó sẽ, cái thứ nhất là nó sẽ phát triển tốt, cái thứ hai nữa là nó giảm bớt cái lượng nhiệt các bạn. Tại vì mình nuôi trong đây, nếu mà bạn nào nuôi trong đây với số lượng nhiều á thì nó sẽ rất là cái nhiệt độ nó rất là lên cao ha. Rồi con ấu trùng mình nó phát triển không có được tốt ha. Rồi cái mật độ quá dày. Thành ra mình muốn làm những cái vấn đề mà mình làm cái học lớn á thì nó giải quyết được cái những cái nhược điểm đó ha. Con ấu trùng mình nó phát triển rất là lẹ ha. Đó. Rồi cũng xin chia tay. Chào tạm biệt các bạn ở đây. Chúc các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt các bạn ạ. À.